Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với video của NTD Công nghệ. Hiện tại thì từ ngày 30 tháng 9 năm 2021 thì Bộ Thông tin và Truyền thông kết hợp với Bộ Công an và Bộ Y tế đã cho ra mắt một cái ứng dụng, đó là ứng dụng PC COVID. Thì ứng dụng PC COVID là một cái ứng dụng tích hợp tất cả các ứng dụng phòng chống COVID trước đây. Thì các bạn có thể sử dụng cái ứng dụng PC COVID này vào rất nhiều việc, ví dụ như các tờ khai y tế này, hoặc là các bạn có thể cập nhật cái tiêm chủng, hoặc là các bạn có thể lấy thẻ xanh ở trên cái PC COVID. Vậy thì sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể khai báo y tế ở trên ứng dụng PC COVID nhé. Và nếu như bạn nào mà chưa biết cách cài đặt ứng dụng PC COVID thì có thể truy cập vào kênh của mình để xem cái video mình đã hướng dẫn các bạn một cái video để các bạn có thể cài đặt được cái ứng dụng PC COVID rồi. Thì sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể khai báo y tế ở trên ứng dụng PC COVID nhé. Thì sau khi mà các bạn đã cài đặt được ứng dụng PC COVID và đăng nhập được vào ứng dụng PC COVID thì các bạn hãy nhấn vào cái phần khai báo y tế này nhé. Trong phần khai báo y tế này thì sẽ có hai mục cho các bạn khai báo, một là khai báo y tế, hai là khai báo di chuyển nội địa. Thì để có thể khai báo y tế, các bạn sẽ ấn vào phần khai báo y tế này. Trong phần khai báo y tế thì các bạn nhìn thấy cái chữ màu xanh ở phía dưới, các bạn sẽ kích vào đây. Lúc này cái app PC COVID này nó hiển thị ra một cái mẫu để cho các bạn có thể điền. Thì các bạn lưu ý nhé, để các bạn có thể kiểm tra lại thông tin của mình một cách chính xác thì các bạn sẽ kích vào cái phần chi tiết này để các bạn kiểm tra lại những cái thông tin xem là đã chính xác với cái thông tin của bạn chưa. Thì các bạn sẽ kích vào đây. Sau khi mà các bạn kích vào đây thì những cái thông tin cá nhân mà các bạn khai báo lúc các bạn đăng nhập vào app thì nó sẽ hiển thị ở đây. Thì các bạn kiểm tra lại họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân, giới tính và số điện thoại của bạn. Các bạn kiểm tra nếu tất cả các thông tin này chính xác rồi thì các bạn tiếp tục kéo xuống phần bên dưới. Tiếp theo đến cái phần số thẻ bảo hiểm y tế và email thì các bạn có thể điền hoặc không điền. Đối với cái quốc tịch thì các bạn sẽ chọn là quốc tịch là người Việt Nam nhé. Đó, thì tiếp theo đến cái phần địa chỉ liên lạc thì các bạn lưu ý này, đối với tất cả những cái nào mà có cái dấu sao thế này là các bạn phải điền nhé. Thì các bạn sẽ điền cái địa chỉ liên lạc hiện tại của các bạn để các bạn sẽ nhập vào đây. Đó, cái địa chỉ này không phải là địa chỉ ở quê các bạn nhé, mà là địa chỉ các bạn đang sinh sống á, thì các bạn sẽ nhập cái địa chỉ các bạn vào đây. Sau khi mà các bạn đã điền được cái địa chỉ liên lạc rồi thì các bạn sẽ kéo xuống phần bên dưới để các bạn có thể xác nhận một số cái thông tin. Đó, tiếp tục các bạn kéo xuống nhé. Thì tiếp theo các bạn kéo xuống ở dưới phần này thì có một số cái thì cái app đã mặc định chọn cho bạn. Thế tuy nhiên các bạn sẽ đọc lại. Nếu như các bạn có thực hiện một số cái hành động ở trong này thì các bạn hãy tích sang phần có, nếu không thì các bạn có thể để không nhé. Ví dụ trong vòng 14 ngày qua thì anh chị có đến tỉnh thành phố nào, có thể đi qua nhiều nơi thì các bạn nhấn vào không đó. Còn trong vòng 14 ngày qua anh chị có thấy xuất hiện ít nhất một trong các dấu hiệu ho sốt hay không thì các bạn nếu không có thì các bạn sẽ kích vào không nhé. Và tiếp tục trong vòng 14 ngày qua anh chị có tiếp xúc với, thì ở đây các bạn nếu như các bạn mà tiếp xúc gần với những cái người có nguy cơ mắc COVID-19 thì các bạn sẽ kích vào có, còn nếu không thì các bạn sẽ để tích vào cột không nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn chỉ cần việc gửi tờ khai đi là các bạn đã khai báo y tế xong nhé. Tiếp theo nếu như các bạn muốn khai báo lịch trình di chuyển của các bạn thì các bạn hãy quay lại cái trang chủ của cái app PC COVID, sau đó thì các bạn sẽ kích vào phần khai báo y tế và sau đó các bạn sẽ kích vào cái phần khai báo di chuyển nội địa. Trong phần này các bạn sẽ kích vào cái chữ khai báo di chuyển nội địa này nhé. Sau khi mà các bạn kích vào phần khai báo nội địa thì cái mẫu tờ khai này nó cũng gần tương tự như cái việc các bạn khai báo y tế ở bên kia, tuy nhiên có một số điểm khác. Các bạn cũng nhìn thấy cái chữ chi tiết ở đây thì các bạn có thể kích vào để kiểm tra lại toàn bộ những cái thông tin cá nhân của các bạn, xem những thông tin về số điện thoại, chứng minh thư nhân dân, các thứ nó là đúng chưa. Nếu tất cả đã đúng rồi thì các bạn để ý xuống phần dưới về cái thông tin di chuyển của các bạn nhé. Thì các bạn sẽ chọn ở đây, nếu như trường hợp các bạn là di chuyển cá nhân với trường hợp các bạn sử dụng cái phương tiện của các bạn đi một mình thôi. Còn trong trường hợp mà các bạn sử dụng các phương tiện như máy bay, tàu hỏa hay là tàu thuyền, xe khách thì các bạn sẽ chọn vào. Ở đây mình sẽ ví dụ là cái thông tin di chuyển của mình là thông tin là mình đi di chuyển bằng cá nhân, bằng phương tiện xe máy. Thì các bạn hãy nhập cái biển số xe của các bạn vào chỗ này. Tiếp theo thì đến cái phần là ngày khởi hành thì các bạn sẽ chọn vào cái ngày mà các bạn di chuyển nhé. Đây cái mục này các bạn sẽ chọn vào ngày di chuyển. Và tiếp tục thì các bạn sẽ chọn là cái nơi đi và nơi đến của các bạn. Đó thì các bạn hãy chọn vào hai phần này. Các bạn đi từ điểm nào, từ thành phố, quận, huyện, xã, phường, tổ dân phố, nhà đó. Thì các bạn sẽ chọn vào đây và sau đó cái nơi đến các bạn sẽ đến ở đâu. Đó thì các bạn cũng sẽ kích vào đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ kéo xuống trong vòng 14 ngày qua anh chị có đi đến tỉnh, thành phố nào không, có thể di chuyển qua nhiều nơi. Thì nếu trường hợp các bạn chỉ di chuyển ở trong một tỉnh thôi thì các bạn sẽ để vào phần không. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn di chuyển đến các cái tỉnh thành khác thì các bạn sẽ phải kích vào có này nhé, để các bạn có thể khai báo nhé. Sau khi mà các bạn kích vào có thì cái địa chỉ mà các bạn đã khai báo với app thì nó sẽ hiển thị ở đây. Tức là đó là chính là cái nơi các bạn đi. Thì các bạn sẽ chọn điền thêm vào cái phần là nơi đi, ngày đi này nhá, địa điểm đi thì các bạn sẽ điền thêm vào đây. Thì cái địa chỉ tỉnh, thành phố này, số nhà, địa điểm này thì nó đã được khai báo trước thì nó sẽ hiển thị ở đây. Thì bây giờ các bạn quan tâm đến cái phần là nơi đến, ngày đến và địa điểm đến thì các bạn lưu ý các bạn kéo xuống. Rồi đến mục này thì các bạn phải chọn thật chính xác cái nơi mà các bạn đến nhá.
Đó, các bạn đến đâu, đi qua đâu, như thế nào thì các bạn sẽ kích vào đây và các bạn điền. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn di chuyển qua nhiều tỉnh, nhiều địa bàn khác nhau thì các bạn sau khi điền được một tỉnh, một địa điểm đến rồi thì các bạn hãy chọn tiếp vào cái phần thêm này, thì cái app này nó sẽ cho các bạn điền tiếp những cái tỉnh mà các bạn đã đi qua đó, thì các bạn có thể khai báo được lịch trình di chuyển của bạn qua những tỉnh nào, địa điểm đến, thời gian nào đó, thì các bạn phải khai báo thật trung thực vào đây nhé. Tiếp theo thì các bạn kéo xuống thì có một số câu hỏi liên quan đến cái vấn đề sức khỏe của các bạn đó. Thì các bạn nếu như không có những cái triệu chứng ho sốt trong vòng 14 ngày đó, thì các bạn có thể đọc ở đây, thì các bạn có thể không. Còn nếu trường hợp các bạn có thì các bạn sẽ kích vào có nhé, và các bạn sẽ điền mô tả cái tình trạng cụ thể của các bạn là mắc phải như thế nào, ví dụ là ho sốt, khó thở hay đau người như nào, thì các bạn ghi chi tiết cụ thể vào đây nhé. Và tiếp theo thì các bạn kéo xuống, trong vòng 14 ngày qua anh chị có tiếp xúc đó, thì cái câu hỏi này các bạn cũng có thể đọc kỹ và các bạn chọn nhé. Nếu có thì các bạn sẽ tích vào có, hoặc nếu không thì sẽ để là không. Sau đó thì các bạn kéo xuống và các bạn chỉ việc ấn vào gửi tờ khai, là như vậy các bạn có thể khai báo được cái lịch trình di chuyển nội địa của bạn rồi nhé. Rồi, như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể khai báo y tế cũng như là khai báo di chuyển nội địa trên cái app PC COVID. Nếu trong quá trình các bạn thực hiện khai báo y tế và khai báo di chuyển nội địa có vấn đề gì, có thắc mắc gì thì hãy để comment phía dưới phần bình luận nhé. Và nếu thấy video hay và hữu ích thì hãy ấn like. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.